Xin chào các em học sinh lớp 9. Thì ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần 1 La Mã, đó là về thành tựu của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai, hay nói đúng hơn đó là từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ 20. Và hôm nay chúng ta sẽ đi phần 2 La Mã của bài học, đó là chúng ta học về các nước Đông Âu. Thì ở phần 1 đó, các em đã tìm hiểu những thành tựu của Liên Xô này ha. Bao gồm việc đó là chế tạo thành công bom nguyên tử, chế tạo thành công bom nguyên tử này, rồi phóng thành công vệ tinh nhân tạo, rồi đưa con người bay vòng quanh trái đất, đó là nhà du hành vũ trụ Gagarin. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi là quá trình hình thành các nước Đông Âu như thế nào, và những thành tựu mà các nước Đông Âu đã gặt hái trong những năm 45 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20 ra sao. Thì toàn bộ nội dung 2 La Mã sẽ cho các em có câu trả lời. Và chúng ta đi một nhỏ, đó là sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu. Thì các em quan sát cái sách giáo khoa trang số 5 đó, thì trong đây người ta có nói đó là hoàn cảnh thành lập nên các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu. Đó là trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản ở Tây Âu. Và trong thời kỳ chiến tranh thì họ lại bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch rất là tàn bạo. Vì vậy khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu chi kích quân đội phát xít Đức, thì nhân cơ hội này nhân dân các nước ở Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Và kết quả đó là đưa đến đó là họ đã giành được thắng lợi kèm và hàng loạt các quốc gia đã được ra đời. Ví dụ như là Ba Lan nè, vào tháng 4 năm 1000, vào tháng 7 năm 1944, Romania vào tháng 8 năm 1944, Hungary tháng 4 năm 1945, Tiệp Khắc tháng 5 năm 1945, Nam Tư tháng 11 năm 1945, Albania tháng 12 năm 1945 và Bulgaria vào tháng 9 năm 1946. Vậy thì ở trong đây là ở nội dung bài học đó, thì cô chỉ ghi đó là cô chỉ ghi có đại diện hai nước đó là các em, đó là Ba Lan và Tiệp Khắc. Vậy thì khi mà có kiểm tra bài đó, thì các em có thể dựa vào cái sách giáo khoa cho số 5, các em có thể kể thêm nhiều quốc gia hơn nữa. Và trong cái nội dung của phần này thì chúng ta lưu ý một phần nữa, đó là gì? Riêng nước Đức các em, đó là họ bị chia cắt thành hai quốc gia. Từ bọn mà họ chia cắt thành hai quốc gia, một đó là Cộng hòa Liên bang Đức thành lập vào tháng 9 năm 1949 và Cộng hòa Dân chủ Đức vào tháng 10 năm 1949. Và vì sao nó có một cái sự việc đó là từ một mà sẽ thành hai quốc gia như thế này, thì các em sẽ sang trang số 6. Đó là theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng ở khu vực phía đông nước Đức, còn quân đội Mỹ và Anh, Pháp thì chiếm đóng ở khu vực phía tây nước Đức. Vậy thì do đó thì vào tháng 9 năm 1949, nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập ở Tây Đức, và tháng 10 năm 1949, nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã ra đời ở Đông Đức. Nhà nước này, hai nhà nước Đông Đức và Tây Đức chịu ảnh hưởng của hai cường quốc đó là Mỹ và Liên Xô. Đó là lý do tại sao mà nước Đức bị chia cắt thành hai quốc gia. Rồi vậy thì sau khi các nước Đông Âu đã thành lập rồi, họ tiến hành bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu tiến hành xây dựng bộ máy chính quyền và họ tiến hành thực hiện hàng loạt các biện pháp, đó là gì? Cải cách ruộng đất nè, thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống cho nhân dân. Và bên cạnh đó là gì? Như vậy sau khi mà họ tiến hành cải cách và xây dựng đất nước, vậy thì một trang mới đã mở ra cho các nước ở Đông Âu. Và khi các em chép bài á, các em cũng nhìn vào cái lượt đồ trang số 6 và hình số 2 đấy các em. Đấy là hình lượt đồ các nước dân chủ dân chân ở Đông Âu. Thì ở đây thì do sách giáo khoa nên là khi cô chỉ trên đây thì các em cũng xem sách giáo khoa ha. Vậy thì ở đây các em thấy cái này ha, nước Đức đó chia làm hai quốc gia ha, Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức. Và trong đây nữa là những cái quốc gia mà dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời, ví dụ như Ba Lan nè, Tiệp Khắc nè, Hungary nè, Romania, Bulgaria, Albania, Nam Tư. Rồi vậy thì sau khi họ tiến hành hàng loạt các biện pháp để xây dựng đất nước, thì phần số 2 đó là gì? Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế
phần này theo chương trình thì khuyến khích học sinh tự học. Vậy thì các em sẽ đọc cho cô coi, vậy là trong từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỷ 20, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao. Rồi chúng ta sẽ sang phần 3, sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Vậy thì các em nghe đến cái cụm từ đó là gì? Hệ thống xã hội chủ nghĩa đó là một hệ thống chứ không còn là một quốc gia nữa các em. Mà hàng loạt các quốc gia sẽ đi theo cái con đường, hay nói đúng hơn là theo cái mô chọn cái mô hình đó là xã hội chủ nghĩa. Vậy thì các nước ở Đông Âu sau khi mà bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội á, thì mối liên hệ giữa Liên Xô với các nước này đòi hỏi cần có phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn, như hợp tác nhiều bên nè, hoặc phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Thì trước khi đi vào cái cơ sở hình thành á, thì cô cũng có liên hệ một tí xíu ha. Vậy thì khi các em trong cùng một cái hệ thống á, thì bắt buộc các em trước khi thành lập một cái hệ thống thì chúng ta có một cái cơ sở, một cái nền tảng gì đó, hay nói đúng hơn là nó có một cái đặc điểm chung gì đó để có thể mà gắn kết các thành viên lại với nhau. Thì ở các bài sau trong chương trình lớp 9 đó, các em sẽ học rất là hai tổ chức kinh tế chính trị, đó là các nước ASEAN, các nước Tây Âu, hay nói đúng hơn là các nước EU sau này đó. Vậy thì họ cũng có một cái cơ sở hình thành hay là một đặc điểm chung gì đó để gắn kết họ lại với nhau. Vậy thì cơ sở để hình thành nên hệ thống xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu đó là nó có ba cơ sở. Thứ nhất đó là điều có Đảng Cộng sản lãnh đạo và lấy chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng và cùng chung cái mục tiêu đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy thì chính vì ba cái mục tiêu này thì sau đó là như thế nào các em? Sau chiến tranh thế giới thứ hai đó thì hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời. Và bên cạnh đó là như thế nào? Có những cái thành tựu khá lớn của các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn này, đó là vào ngày 8 tháng 1 năm 1949, Hội đồng Tương trợ Kinh tế OECD ra đời. Thì Hội đồng Tương trợ Kinh tế này có cái sự tham gia của các nước như sau. Ở đây thì cô không có ghi nha, đó là Liên Xô, Albania, Ba Lan, Hungary, Romania, Việt Khắc, và sau này nữa thì thêm các nước đó là Cộng hòa Dân chủ Đức, Mông Cổ, Cuba và trong đó có Việt Nam. Vậy thì Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEP này nó có vai trò như thế nào? Đó là nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Vậy thì với sau khi mà cái hoạt động tương trợ kinh tế SCB ra đời, nó đã thu được những cái thành tích rất là to lớn. Thì các em chia xem trang số 8 nha. Đó là tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên bình quân hàng năm đạt 10%. Rồi hàng loạt các thành tựu nữa đó thì cũng không có đọc kèm tự xem ha. Tiếp theo đó là gì? Vào tháng 5 năm 1955, thành lập tổ chức Hiệp ước Warsawa. Vậy thì tổ chức Hiệp ước Warsawa này đó là gì? Đây là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới. Vậy thì các nước trong chính xác là ở phương Tây đó các em, nó có một cái khối quân sự, ta gọi là cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, viết tắt đó là NATO nha. Vậy thì khối Warsawa này ra đời á, thì nó cũng giống như cái tổ chức có quân sự Bắc Đại Tây Dương như em, nó cũng là một cái liên minh mà nó nghiêng về cái tính chất quân sự nhiều hơn ha. Vậy thì ở phần hai La Mã này, chúng ta chỉ nắm các nội dung thứ nhất, đó là gì? Đó là quá trình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời, hay đúng hơn là cái hoàn cảnh đó ha. Và sau khi họ thành lập các hàng loạt các quốc gia ra đời, họ đã xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân như thế nào? Và tiếp theo đó là gì? Sự hình thành nên một cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó dựa trên cơ sở nào? Và chúng ta có ba cơ sở ha. Và sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời thì có hai cái tổ chức được thành lập,
nhằm cái thúc đẩy sự mối quan hệ, sự hợp tác kinh tế, liên minh về quân sự giữa các nước, đó là Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV và Tổ chức Hiệp ước Warsawa. Vậy thì tiết này thì coi như là chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Một la mã đó là tìm hiểu về Liên Xô, và hai la mã đó là tìm hiểu về các nước Đông Âu. Vậy thì để chốt lại cái bài học hôm nay thì cô có một cái bài tập nho nhỏ dành cho các em, nho nhỏ thôi nha, cũng không có lớn, chủ yếu là để là củng cố cái kiến thức của chúng ta cho các em chứ không có gì. Vậy thì khi các em đã đọc cái câu hỏi và trả lời á, các em có thể comment ở bên dưới cái bài giải này ha, hoặc là chúng ta có thể đó là nhắn tin riêng qua Zalo của cô. Vậy thì đã gọi là bài tập nhỏ thôi nha, nên thì chắc chắn các em sẽ trả lời được cái câu hỏi này. Thứ nhất đó là câu hỏi thứ nhất đó là thành tựu khoa học kỹ thuật nào của Liên Xô đã phá vỡ cái độc quyền hạt nhân của Mỹ? A là hành tinh nhân tạo, B là con nguyên tử, C đưa con người vào mặt trăng, D là đưa con người bay vòng quanh trái đất. Vậy thì do cái bản nhỏ của mình cô viết tắt nha. Câu số 2 đó là trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu đấu tranh chống lại phát xít nào? Chúng ta có 4 lựa chọn. Và một cái câu hỏi hơi ngoài lề chút xíu, cũng hơi vui vẻ chút xíu, đó là các em có thể cho cô biết là có bao nhiêu bạn học sinh sẽ trả lời đúng hai câu hỏi này. Vậy thì các em sau khi xong rồi, các em có thể comment ở bên dưới theo như cô đã hướng dẫn từ tiết 1. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin chào các em. Và khi học online như thế này thì cô hy vọng các em ở nhà cũng cố gắng thực hiện tốt các khẩu hiệu của Bộ Y tế, đó là khẩu hiệu 5T ha. 5T đã thay thế khẩu hiệu 5K rồi. Và cô cũng hy vọng trong thời gian sắp tới cô và chúng ta sẽ gặp trực tiếp để có thể trao đổi.